Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Mở đầu bản tin tối nay sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý. Hà Nội, 200 xe taxi được hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội. Việt Nam nhận viện trợ 665.000 liều vaccine. Thái Nguyên đình chỉ chủ tịch xã do để dịch COVID-19 lây ra cộng đồng. Sáng 29 tháng 7 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba Orlando Nicolás Guillén đến chào xã giao. Tại cuộc gặp trong không khí hữu nghị ấm áp chân thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Đại sứ Orlando Nicolás Guillén đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước vào ngày 13 tháng 7 và khẳng định Chính phủ sẽ quan tâm chỉ đạo các bộ ngành hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị gắn bó tin cậy với Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp và ủng hộ trong hơn 65 năm qua. Đặc biệt trong thời gian gần đây, bộ ngành hai nước đã nỗ lực khắc phục các khó khăn do đại dịch COVID-19 và không ngừng củng cố phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức thông báo quyết định của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba 10.000 tấn gạo và của Đảng bộ Chính quyền Nhân dân Thủ đô Hà Nội tặng Nhân dân Thủ đô La Habana của Cuba 2.000 tấn gạo, với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn hiện nay của Cuba trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ vận chuyển và trao món quà này tới Cuba trong thời gian sớm nhất có thể, và đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để góp phần đảm bảo lương thực cho Cuba. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba, Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén bày tỏ trân trọng và biết ơn nghĩa cử của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong việc ủng hộ và hỗ trợ Cuba, thể hiện truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, nhất trí với các đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, và khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp vào việc tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân hai nước, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Đại sứ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của hai nước để thúc đẩy hợp tác sản xuất vaccine tại Việt Nam. Ngay sau buổi tiếp xã giao đại sứ Cuba, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ trao tượng trưng món quà 10.000 tấn gạo tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba. Nhân dịp này, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng thay mặt Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội trao tượng trưng 2.000 tấn gạo tặng Nhân dân Thủ đô La Habana của Cuba. Dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa giữa các địa phương cơ bản được thông suốt. Tại Đà Nẵng, để việc vận chuyển hàng hóa không bị đứt gãy, các đơn vị vận tải đã thực hiện nghiêm các công tác phòng dịch. Khai báo y tế online, mặc đồ bảo hộ y tế là những công việc đầu tiên trước khi bắt đầu một ca làm việc của tài xế Huỳnh Đức Sự. Để bảo vệ bản thân cũng như công việc trước dịch COVID-19, trong suốt hành trình, anh hạn chế tối đa những tiếp xúc với người xung quanh. Rất hạn chế tiếp xúc. Nó về tới như đi vô khu công nghiệp V-Ship, nhưng nó không có vùng dịch, nhưng mà rất ít tiếp xúc bởi vì chỉ phải ngồi trên cabin thôi, chứ không được đi xuống lung tung với người ta, với lại vào những nơi mà đông người. Hiện mỗi ngày vẫn có hàng nghìn container, xe vận chuyển các loại hàng hóa ra vào thành phố Đà Nẵng. Do đội ngũ lái xe có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao, nên các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn đã thực hiện các phương án phòng chống dịch theo yêu cầu. Bên cạnh việc thường xuyên tiến hành xét nghiệm, các đơn vị cũng yêu cầu đội ngũ tài xế thực hiện nghiêm quy định của các địa phương khi vận chuyển hàng liên tỉnh. 3 ngày xét nghiệm một lần, thì tình hình là chi phí nó rất là tốn kém về vấn đề, nhưng mà phải vì dịch phải đảm bảo cái cung ứng hàng hóa, cho nên mà bắt buộc mình phải làm về vấn đề cho an toàn cho lái xe và cho những chuyến hàng. Phòng trường hợp những cái trường hợp lây lan dịch bệnh trong cộng đồng thì chúng tôi cũng quán triệt anh em là thực hiện nghiêm 5K của theo hướng dẫn của Bộ Y tế, và có hỗ trợ cho anh em là nước sát khuẩn, khẩu trang y tế và các đồ bảo hộ là ở trên xe. Mình Đà Nẵng là cái thành phố hiện tại đang bị dịch, cho nên khi mà mình đi tới các tỉnh khác là yêu cầu tài xế là đi thẳng một trạm, chuẩn bị đồ ăn thức uống, là giao hàng xong là về, không có dừng bất cứ ở chỗ nào. Chủ động các biện pháp phòng chống dịch là cách mà các đơn vị vận tải tại Đà Nẵng duy trì hoạt động trong điều kiện dịch bệnh bùng phát hiện nay. Việc này đã và đang góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ kép của các địa phương trong khu vực.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận cho công ty Mai Linh Hà Nội tổ chức đội xe taxi gồm 200 phương tiện phục vụ một số nhu cầu cấp bách của người dân như đi cấp cứu, khám chữa bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các taxi này phải có xác nhận mã nhận diện phương tiện hoạt động theo danh sách lái xe và phương tiện, họ tên lái xe, địa chỉ, số điện thoại, biển số, địa bàn hoạt động, tham gia vận chuyển. Mai Linh Hà Nội đã lên phương án bố trí tại mỗi quận nội thành có 3 đến 5 xe túc trực, sân bay Nội Bài có 5 xe để đưa đón hành khách. Các huyện ngoại thành sẽ thông qua tổng đài để điều xe theo nhu cầu của người dân. Mỗi xe taxi được cung cấp quần áo bảo hộ cho tài xế, khẩu trang, nước sát khuẩn, dung dịch khử trùng để vệ sinh các bề mặt tiếp xúc sau mỗi chuyến đi và tấm nhựa ngăn cách giữa lái xe và hành khách. Mỗi phương tiện chỉ được phép chở 50% số chỗ ngồi theo quy định. Trong ngày 28 tháng 7, hoàn thành việc cấp mã nhận diện cho lái xe và phương tiện. Ngày hôm nay, Mai Linh có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các quận huyện, sân bay Nội Bài và các bệnh viện đề nghị phối hợp hỗ trợ bố trí điểm đỗ xe, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tiếp theo sẽ là một số thông tin trong nước đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, chính phủ Anh đã công bố viện trợ 415.000 liều vaccine cho Việt Nam. Trước đó, chính phủ Cộng hòa Séc cũng đã công bố viện trợ 250.000 liều vaccine. Đây là những sự hỗ trợ rất kịp thời và quý báu cho các nước dành cho chính phủ và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh, thể hiện quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cộng hòa Séc và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Như vậy, cho đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 14 triệu liều vaccine, gồm gần 8,5 triệu liều AstraZeneca, 5 triệu liều Moderna, 500.000 liều Sinopharm, 194.000 liều Pfizer và 2.000 liều Sputnik V. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã duyệt cấp được 9.900 hồ sơ, còn lại hồ sơ không đạt lên đến hơn 21.500, chờ duyệt hơn 4.000 hồ sơ. Trong ngày 27 tháng 7, phần duyệt luồng xanh đã hoạt động ổn định trở lại và Sở đã duyệt cấp được hơn 1.800 hồ sơ. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 27 tháng 7, phần mềm duyệt hồ sơ đã thông thoáng hơn, không còn bị tắc nghẽn. Sở đang huy động cán bộ đẩy nhanh công tác trực duyệt hồ sơ luồng xanh để tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Quy trình đăng ký luồng xanh thực hiện không quá 4 phút kể từ khi doanh nghiệp khai báo thành công và hồ sơ đạt yêu cầu. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Anh Võ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Khánh để kiểm điểm xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trước đó, ngày 27 tháng 7, tại xóm Lam Muôi, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã được phát hiện và được xác định về từ vùng dịch. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân xã Tân Khánh và các cơ quan chuyên môn chưa áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, như cách ly tập trung, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Hậu quả đã phát hiện thêm 5 ca nhiễm mới liên quan đến ca bệnh này. Ngoài ra, hàng nghìn người dân trong xã Tân Khánh và 3 xóm giáp danh thuộc xã Tân Kim nằm trong diện nguy cơ cao. Hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Phú Bình đang được các cơ quan chức năng khẩn trương, tích cực thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đón xem một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Mỹ-Nga đàm phán hiệu quả về ổn định chiến lược hạt nhân. Việt Nam kêu gọi chấm dứt định cư bất hợp pháp tại bờ Tây. COVAX dự kiến có thêm 250 triệu liều vaccine. Ngày 28 tháng 7, Mỹ và Nga thông báo các cuộc đàm phán giữa hai bên đã diễn ra hiệu quả và thực chất tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là nỗ lực thứ hai trong nhiều tháng của hai cường quốc này nhằm mang lại sự ổn định cho mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên. Đàm phán giữa hai bên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có hội nghị thượng đỉnh ở Geneva hồi tháng 6 vừa qua, trong đó hai bên nhất trí đặt nền móng cho các biện pháp kiểm soát vũ khí và giảm nguy cơ trong tương lai. Hôm qua, tân Thủ tướng Haiti cho biết chính phủ đang nỗ lực tạo ra môi trường và điều kiện thuận lợi để tổ chức tổng tuyển cử trong thời gian sớm nhất. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse hồi đầu tháng này. Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức, tân Thủ tướng Ariel Henry khẳng định nhiệm vụ của chính phủ hiện nay là chuẩn bị những điều kiện thuận lợi để tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống sớm nhất có thể. Nhiệm vụ của chính phủ là tạo điều kiện tổ chức các cuộc bầu cử tự do, trung thực và minh bạch với sự tham gia đông đảo của người dân sớm nhất có thể, cũng như hướng tới một chính phủ công bằng.
ông Henry nhấn mạnh các cuộc đối thoại với cộng đồng dân sự và lãnh đạo các đảng phái chính trị là cần thiết để tạo ra sự đồng thuận nhằm giải quyết các vấn đề hiện nay, song không công bố thông tin chi tiết cũng như thời điểm cụ thể tổ chức bầu cử. Trước đó, trong lễ nhậm chức, tân thủ tướng Haiti nhấn mạnh chính phủ mới sẽ làm mọi cách để khôi phục trật tự và an ninh, cũng như nỗ lực củng cố nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng do các hoạt động tội phạm và đại dịch COVID-19. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có phiên thảo luận mở định kỳ về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine. Tại đây, đại diện của Việt Nam bày tỏ quan điểm cần chấm dứt các hoạt động định cư bất hợp pháp tại bờ Tây, dừng việc phá hủy tài sản, nhà cửa của người Palestine và tôn trọng nguyên trạng các khu vực thánh địa tại Jerusalem. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực tiếp tục xảy ra, đặc biệt là ở bờ Tây, đồng thời kêu gọi nhà chức trách Israel hạn chế sử dụng vũ lực quá mức cần thiết. Đại diện của Việt Nam hoan nghênh những tín hiệu tích cực gần đây, mở đường cho đối thoại và kêu gọi các bên liên quan hành động khẩn cấp để phục hồi tiến trình hòa bình, tập trung nỗ lực vào các biện pháp và bước đi mang tính dài hạn. Trưởng phái đoàn Việt Nam cũng kêu gọi tất cả các bên tăng cường hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ người Palestine trong điều kiện khó khăn hiện nay. Tại phiên họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ căng thẳng gia tăng trở lại tại nhiều nơi ở Palestine và hoan nghênh các nỗ lực của các nước, các tổ chức quốc tế nhằm củng cố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau khi trận lũ lụt lịch sử quét qua hồi tuần trước. Hơn 1 triệu con gia súc gia cầm chết không được xử lý kịp thời đang đe dọa đến môi trường sống ở nơi đây. Ngăn ngừa dịch bệnh, tiêu hủy xác động vật và phun thuốc khử trùng. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại các nước Đông Nam Á trong 24 giờ qua. Các nước liên tục đưa ra thông báo về số ca mắc mới tăng cao, trong đó nhiều nước chạm mốc cao chưa từng có. Các nước Thái Lan, Lào và Malaysia đều thông báo ghi nhận số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan đã cảnh báo nguy cơ thiếu oxy điều trị tại các bệnh viện. Tuy nhiên, trong diễn biến tích cực khác, Bộ Y tế Lào cho biết đa phần ca nhiễm mới ở nước này là ca nhập cảnh được cách ly ngay. Trong khi đó, Malaysia thông báo đã đạt được cột mốc mới về tiêm chủng khi đạt số mũi tiêm trong ngày ở mức cao nhất hôm 27 tháng 7. Campuchia có thêm một ngày nữa số ca mắc mới ở mức thấp so với nhiều tuần trở lại đây. Tuy nhiên, số ca nhập cảnh vẫn tăng khiến giới chức nước này phải cẩn trọng trước nguy cơ từ biến thể Delta. Philippines cũng công bố thêm nhiều ca mắc mới và tử vong. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX dự kiến sẽ tiếp nhận 250 triệu liều vaccine COVID-19 trong 6 đến 8 tuần tới. Theo WHO, đây sẽ là nguồn bổ sung lớn cho cơ chế chia sẻ vaccine đến những nước nghèo hơn. Đến nay, COVAX đã bàn giao 152 triệu liều vaccine cho 137 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, WHO tiếp tục bày tỏ thất vọng về tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine giữa các quốc gia giàu và nghèo, trong khi việc tăng độ bao phủ vaccine trên toàn cầu là một trong những tấm khiên tốt nhất giúp thế giới tránh được các biến thể mới. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Anh tuyên bố nước này sẽ bắt đầu đóng góp hàng triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia khác, cam kết đến tháng 6 năm sau sẽ chia sẻ 100 triệu liều vaccine thông qua COVAX. Ngoài ra, từ ngày 2 tháng 8 tới, Anh sẽ cho phép những người đã tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 từ Mỹ và Liên minh châu EU nhập cảnh nước này mà không cần cách ly. Trong một diễn biến liên quan, hãng Pfizer cho biết những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine của hãng có thể sẽ cần tiêm thêm 1 mũi vaccine thứ 3 trong tương lai. Vâng, hy vọng với 250 triệu liều vaccine COVID-19 trong 6 đến 8 tuần tới sẽ là nguồn bổ sung lớn cho cơ chế chia sẻ vaccine đến những nước nghèo hơn để cùng sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin trong nước và quốc tế tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng theo dõi.